Rồi, xin chào các bạn. Mình đang gỡ cửa hàng Asset Radio như chúng mình khai. Thì trong video này mình sẽ tiến hành cho anh em cho bạn xem một cái card đồ họa mới của Sotax. Đây là chiếc AMD Extreme Edition phiên bản thuộc là GeForce GTX 1070 và nó hỗ trợ công nghệ VR. Một cái card rất là hay, rất tuyệt vời, hấp dẫn. Thì còn thấy là tổng thể của cái hộp được đóng gói rất là đẹp với cái tông màu vàng chủ đạo của Sotax. Ngoài ra thì bên dưới chúng ta còn thấy một số những cái thông tin đặc trưng của cái card đồ họa mới này, chẳng hạn như là nó có ghi RAM là 8GB chuẩn GDDR5, công nghệ Atom, tức là những cái đường ống đầu thiết kế bên trong giúp cho cái việc lưu thông tản nhiệt nó sẽ tốt hơn. Cái SO Armor, tức là cái phần backlay ở phía sau, được trang trí rất là đẹp. FreeTech, tức là cái công nghệ tản nhiệt của cái card đồ họa rời này. EcoFan, tức là những cái cánh quạt trên cái card đồ họa nó được thiết kế sao cho mà khi mà quay thì cái luồng gió đi vào nó sẽ tản nhiệt rất là tốt và hiệu quả nhất. Và cuối cùng chúng ta có là cái Spectra, tức là cái càng ngày được trang bị đèn. Bây giờ mình sẽ cho mình xem phần sau. Thì đây là những cái đặc điểm nổi bật của cái hộp này. Đó, nó hiển thị bằng những hệ thống minh họa ở phía sau. Bây giờ mình sẽ khui cái hộp này ra xem coi là bên trong sẽ có những cái gì. Thì không biết là hiện tại là cái càng này bên đây giá bán bao nhiêu. Bao nhiêu ta, con này 12.900. Rồi, hiện tại Asset Audio đang bán với cái con card đồ họa này có giá là 12.900 các bạn ha. Còn lại là Asset để mà tham khảo giá bán và cho xem cái card đồ họa rồi này. Rồi, đây là cách tấm tối của cái máy. Bên trên thì chúng ta sẽ có một cái phong bì đựng tiền. Không biết thì sẽ tắt cho mình bao nhiêu tiền đây. À, thật ra không có tiền các bạn ha. Chỉ là một cái đĩa phim. Một cái đĩa driver, rồi các bạn, một đĩa driver cũng như là một cái miếng dán và cũng bị sử dụng nhanh đó. Rồi, rất là buồn khi mà không có tiền. Rồi tiếp theo thì chúng bên dưới cái phần wood này sẽ là một cái card AMD Extreme Edition đó, rất là hoành tráng đây, sẽ nói sau. Rồi, phụ kiện nó kèm theo cái card này sẽ là cái dây nguồn kết nối đây đó, hai cọc. Rồi, thì đó là toàn bộ những cái phụ kiện kèm theo cái kèm Sotax AMD Extreme Edition. Bà con thì sẽ tháo ra cho xem cái kèm ngoài như thế nào. Rồi, thì đây là cái mặt trước của cái chiếc kèm Sotax AMD Extreme Edition. Thì các bạn có thể thấy thì cái kèm hoa này nó có bao quạt tất cả ha, nó như thế này, rất là đẹp. Mình đã nói lúc ban đầu là cái card Sotax có được trang bị cái tính năng là EcoFan. Thì cái EcoFan, các bạn thấy đây là những cái cánh quạt này nó khác so với những quạt thông thường. Thì những cái mỗi một cái cánh quạt nó sẽ thiết kế theo những cái điện rãnh thiết kế như thế này. Thì khi mà cái quạt nó quay thì những cái luồng gió đi vào nó sẽ giúp cho lưu thông tản nhiệt ở bên trong nó sẽ tốt hơn, đó, rất là hiệu quả, rồi nó rất đẹp hơn. Và ra thì card đồ họa rời này nó còn có đèn. Thì có thấy gì? Đèn sẽ được nằm ở bốn góc như này nha, những dải đèn ở phía đây và có được cái đèn ở khúc này đó, burst the limit, rồi có đèn. Rồi, cái đồ thoại của cái card ha. Còn đây là phía sau thì đây là cái backlay đó, được Sotax làm rất là đẹp, rất đẹp. Nó có những đường họa tiết màu cam, những đường dòng chữ ở đây, hoặc là có cái công nghệ là power board đó, đây các bạn ha, rất là đẹp. Rồi, và ở đây là sẽ có những cái cổng kết nối. Chúng ta có một cái cổng nguồn, một cái những cái cổng HDMI và nhiều cái cổng kết nối khác. Đó. Ủa, chúng ta có thêm một cổng display port nữa. Rồi. Thì đó là mình chỉ nói thôi, tại vì nói về cái đồ rồi thì mình cũng không có rành lắm. Đây sẽ là bên trong của cái đây chúng ta rất là đẹp. Rồi, thì đó là video trên kênh của mình thôi. Còn biết thêm chi tiết thì các bạn có thể Asset Audio để mà trên tay hoặc là trải nghiệm cái hệ thống Sotax mới này. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. À, mình sẽ nói thêm là khi mà qua đây các bạn muốn tham khảo về cái cạnh của này thì các bạn có thể đến để mà gặp nhân viên của Asset, đó rất đẹp trai và nó rất là nữ tính, để mà bạn có thể tham khảo về giá bán ha. Rồi xin chào các bạn.